Chào các bạn, video này mình sẽ review về ICL là ICL Prefect. ICL này có trong web chính thức của mình là prefect.network. Các bạn hãy truy cập vào trong web này để tìm hiểu về dự án của chúng tôi. Trên trang web này có giới thiệu về dự án, đường hướng phát triển, lộ trình và các bài viết có liên quan. Prefect Network lên một mạng không hệ sinh thái tài chính được xây dựng trên một lõi công nghệ sở hữu mang đến cho thế giới các cryptocurrency và fiat. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tín dụng chuyển đổi và thanh toán phi tập trung giữa tiền điện tử và tiền tệ fiat, cho phép khả năng tương tác chưa từng thấy. Chúng tôi tạo ra một nền tảng thống nhất cho cả hai kênh tài chính truyền thống và công nghệ tài chính truyền thống để tham gia vào các nền tảng kinh tế này. Bằng cách cho phép các ứng dụng cung cấp với phân tán như bên thứ ba fiat tích hợp, chúng tôi thực sự mở khóa sức mạnh mũ của mạng Prefect cho các đối tác để cung cấp và các dịch vụ sáng tạo để giải quyết các nhu cầu tài chính ứng dụng trong thế giới thực của cơ sở người dùng của thế giới bạn. Những cộng sự của chúng tôi như là bên Fantasy Digital, Central Capital, Interstar, Vivitama, v.v. Còn các vấn đề mà chúng tôi đưa ra bao gồm hai hệ thống được chia theo lịch sử cryptocurrency so với fiat thì truy cập tín dụng. Tiền điện tử là một loại tài sản không được công nhận. Chủ sở hữu tiền điện tử không thể sử dụng mật mã làm tài sản đảm bảo. Truy cập đến fiat với khả năng tương tác với các hệ thống cồng kềnh và tốn kém để thực hiện thanh toán quốc tế. Mạng lưới Bridge là khuôn khổ cho hệ tài chính của các giải pháp tín dụng chuyển đổi và các giải pháp thanh toán phi tập trung. Mạng Prefect là một khuôn khổ cho hệ sinh thái tài chính của các giải pháp tín dụng chuyển đổi và thanh toán phi tập trung cho phép cho vay và mượn tiền từ quỹ, chuyển đổi tiền tệ và chuyển tiền qua biên giới, và sẽ bao gồm ba thành phần chính. Thứ nhất, Prefect Core, Prefect Platform là lập trình tích hợp bên thứ ba. Và thứ nhất, chúng ta đi đến Prefect Core với công nghệ cấp nguồn cho mạng Prefect. Công nghệ cốt lõi của chúng tôi bao gồm các hợp đồng thông minh tiên tiến được xây dựng trên blockchain Ethereum, một dịch vụ vay trên chuỗi dịch vụ cho theo dõi cho vay và chuỗi ERC cung cấp dữ liệu cho ngoài chuỗi cho các hợp đồng vay và mô đun quản lý tiền mặt tích hợp cung cấp các giải pháp blockchain cho các chuyển đổi mã hóa chuyển đổi qua biên giới. Thứ hai, cái nền tảng Prefect ứng dụng và ứng dụng thanh toán. Cái cách hoạt động chính đầu tiên chạy sinh thái tài chính mới này thì app và app của chúng tôi sẽ được ứng dụng mạnh với sức mạnh của mạng Prefect tích hợp tốt nhất cung cấp các giải pháp quản lý tiền mặt hấp dẫn với lực và hợp lực trong một nền tảng duy nhất dịch vụ của mạng phát triển app sự hiểu biết con số khả năng trong tương lai app baseline các khoản vay crypto dựa trên blockchain trong một thị trường năng lượng tập trung đối chiếu phát triển
Thank you.